Nhà tù chín hầm, quan tài chôn những người đang sống. Các bạn thân mến, nhà tù chín hầm vốn là kho vật liệu vũ khí do quân đội Pháp xây dựng từ năm 1941 bằng bê tông cốt sắt. Nhưng đến năm 1945, thực hiện chính sách tàn bạo của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn đã biến chín hầm thành những chuồng cọp giam giữ những chiến sĩ cách mạng. Nhiều người còn gọi đây là địa ngục trần gian. Vậy tại sao lại có tên gọi như vậy? Mời quý vị hãy cùng chân dung lịch sử giải mã nhà tù chín hầm trong video ngay sau đây. Một, việc xây dựng nhà tù chín hầm của gia đình họ Ngô. Sau khi Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã hình thành một chế độ độc tài gia đình trị. Đại diện cho gia đình họ Ngô ở miền Trung và cao nguyên Trung Phần là Ngô Đình Cẩn. Là con thứ 8 trong gia đình, khác với các anh em trong nhà, ai cũng được học hành đàng hoàng. Cẩn chỉ học bậc tiểu học, hết lớp 3 thì nghỉ. Khi lớn lên, có sở thích mặc áo dài the, đầu đội khăn xếp, miệng nhai trầu, chân đi guốc mộc nghênh ngang giữa đường. Cẩn ở nhà phụng dưỡng bố mẹ và thờ cúng tổ tiên, nên được anh chị em trong nhà quý mến. Cẩn tự xưng là cố vấn đặc biệt của tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Phần, thành lập bè đảng và tay sai, gây nhiều tội ác cho đồng bào miền Trung, và đặc biệt là việc dựng lên nhà giam chín hầm. Trước thời Cẩn, khu vực này vào năm 1941, thực dân Pháp xây dựng bê tông cốt sắt rất kiên cố để giấu vũ khí. Năm 1946, thực dân Pháp quay lại và biến nơi đây thành nơi giam giữ tù binh. Năm 1954, Ngô Đình Cẩn tình cờ đi săn bắn, phát hiện thấy đây là nơi lý tưởng để thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng. Ông ta nhanh chóng cải tạo khu vực này và gọi là chín hầm. Chín hầm trở thành nhà tù đặc biệt, không nằm trong hệ thống nhà tù ở miền Nam và nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Nên những người cộng sản, mà phần lớn là các nhà tình báo tài ba, vốn đã kiên cường đấu tranh trong các trại giam của địch, khi đã bị đưa vào chín hầm là chấp nhận cái chết chứ không chịu khai báo. Chín hầm là nơi đày đọa con người từ thân xác đến tinh thần qua chế độ ăn uống và tra khảo cực kỳ man dợ. Thực chất, đây là một địa ngục, một tử ngục, một hệ thống nhà mồ khổng lồ mà người tạo ra nó dùng để chôn sống những người cộng sản kiên trung có quê quán khắp mọi miền và phạm vi hoạt động trên cả nước, cùng những người mà chúng cho là chống chế độ. Ngoài tù cộng sản, còn có không ít các sinh viên, tăng ni, Phật tử, thương nhân. Với những thành phần này, Ngô Đình Cẩn quy chụp họ và tội làm gián điệp cho Pháp để làm tiền một cách trắng trợn, dã man. Ngôi biệt thự của Ngô Đình Cẩn cách địa ngục trần gian 100m, như so sánh một bên thiên đường và một bên là địa ngục. Có thể gọi nhà giam chín hầm là hầm say thịt vì có hàng trăm sinh mệnh đã bị bức tử trong đó. Nhưng hàng ngày, bạo chúa miền Trung ở cách đấy không xa vẫn vui thú điển viên, ăn chơi xa xỉ. 2. Chín hầm, địa ngục trần gian, quan tài chôn người đang sống. Tuy được gọi là chín hầm, nhưng thực ra khu vực này chỉ có 8 hầm và một căn nhà lính gác trên đỉnh đồi. Mỗi hầm gồm 20 xà lim. Mỗi xà lim sẽ giam giữ một tù nhân, chiều rộng là 0,8m, chiều dài là 1,8m. Chặn lên đầu mỗi xà lim là 12 song sắt chiều ngang và 2 song chiều dọc. Với kích thước này, Ngô Đình Cẩn muốn làm cho tù nhân đứng không được mà ngồi cũng không xong và nằm cũng không yên. Hầm số 1, 2, 3 ở phía trước đỉnh đồi. Hầm số 4 và 9 trên đỉnh đồi. Sau đỉnh đồi là hầm số 5, 6, 7, 8. Tùy thành phần phạm tội khác nhau mà các tù binh bị giam giữ ở các hầm khác nhau. Hầm nào cũng xây dựng bê tông cốt sắt. Mỗi hầm có duy nhất một lỗ thông hơi. Diện tích toàn bộ khu vực nhà giam là 4 hectare. Đến nhà tù chín hầm, những tù nhân sẽ phải chịu những hình thức tra tấn bằng tinh thần còn dã man hơn rất nhiều. Những ai đã bị chuyển tới đây đều xác định sẽ chết. Khác với các nhà tù ở Côn Đảo, Phú Quốc, 7 đến 10 ngày, người tù còn được ra ngoài để nhìn ánh sáng thiên nhiên, còn được dội trên mình những gáo nước dù chỉ thấm ngoài cơ thể. Nhưng ở đây thì không. Các tù nhân ở đây sẽ tuyệt đối không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và không hề được tắm rửa. Ngàn năm không tắm rửa, tóc dài tua tủa chấm ngang vai. Nhà giam chín hầm như một cái quan tài chôn những người đang sống. Vào đây rồi, ngày cũng như đêm, chỉ một màu tối thui. Ngày không ánh nắng mặt trời, đêm không ánh lửa. Hầm số 4 xây kiên cố, theo kiểu bán quân sự, nửa dưới lòng đất, nửa trên mặt đất. Hầm này từng giam giữ đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Trước đây, hầm có một bể chứa nước,
Nước này sẽ lấy từ sông, từ hai hồ ở phía dưới lên cung cấp cho tù nhân. Ở hầm số 5, có những khi 30-40 người chết vì ngột ngạt, đói khát, tra tấn. Lính chỉ đào một cái hố to, đổ người xuống, để nhành khô lên trên. Lính không tử tế sẽ đem xác vứt vào các khe núi có nước để xác trôi đi, hoặc ném ra bìa rừng làm mồi cho hổ. Tù nhân chết nhiều vô số kể. Hiện nay còn rất nhiều những ngôi mộ vô danh của những người tù cộng sản hy sinh. Hầm số 6 dùng để tra tấn. Thời gian tra tấn là từ 1 đến 3 giờ sáng. Có thể xẻo từng miếng thịt một, treo ngược tù nhân cho đi tàu bay xích đu, hoặc chúng cho uống nước xà phòng rồi dẫm lên bụng. Tra điện vào đầu ngón tay, ngón chân, dùng búa đánh vào mắt cá, nơi đau đớn nhất của cơ thể. Mục đích của Cẩn là làm nhụt ý chí đấu tranh, làm cho sống không bằng chết, sống trong quằn quại đau đớn. Riêng hầm số 8 giam giữ tù nhân là tình báo. Những người dù tra tấn dã man cỡ nào cũng nhất quyết không khai, chiêu hồi cũng không khai. Hầm số 8 là căn hầm điển hình nhất của địa ngục trần gian. Vào căn hầm số 8, tù nhân không bị tra tấn nữa, nhưng lại bị đầy ải về tinh thần. Mỗi tù nhân sẽ có một đĩa để ăn cơm, một ca để đựng nước, một xô để đi tiểu tiện, đại tiện. Xô này làm bằng gỗ, cứ 7 đến 10 ngày, thậm chí là 15 ngày, lính mới xách xô đi đổ một lần. Vì xô làm bằng gỗ nên lâu dần theo thời gian, xô ngấm nước, bay nắp đi, tù nhân phải ngửi mùi hôi thối nồng nặc. Những con giỏi con bọ cứ bò lúc nhúc khắp thân thể. Chưa kể những ai bị thương, vết thương lở loét rồi hoại tử chân, tay vì môi trường sống cực kỳ ô nhiễm. Mỗi tù nhân được phát 2 lon nước một ngày, một lon để uống và một lon để vệ sinh thân thể. Nước này sẽ lấy từ sông, từ hai hồ ở phía dưới. Có ngày mưa thì nước toàn bùn đất, có ngày nước lại hôi tanh, rong rêu đầy lon nước, không thể nào uống được. Khi vào đây, các tù nhân sẽ không được ra ngoài. Chính vì vậy, tóc và râu mọc rất dài. Các tù nhân sẽ phải lấy sắt ở lon nước bỏ sau đó, mài cho sắc một chút, rồi cứa râu và tóc bện thành chổi. Trời nắng thì như ngồi trên chảo rang, trời mưa thì lạnh buốt xương da. Những hôm trời nóng nực quá, không chịu nổi, các tù nhân chỉ dám nhúng hai ngón tay vào chai nước, sau đó cả từ trên người cả xuống. Cả từng nào thì đàn run xuất hiện từng đó. Cơm được ăn 2 lần, không có giờ giấc cố định, tùy theo tâm trạng phục vụ của bọn lính. Lính cho ăn khi nào thì ăn khi đó. Bữa ăn được mô tả cơm sống trộn với máu tanh mùi thịt giữa, cơm thiêu đã bốc mùi, cơm trộn với muối, muối 9 phần, cơm 1 phần, cơm trộn với dầu hỏa, dù luyên, lâu lâu khuyến mại vài cọng rau muống già, một vài con mắm mà ruồi bọ thì lúc nhúc. Có ngày chúng cho ăn từ 5 giờ sáng, đến 5 giờ tối chúng mới cho ăn bữa thứ hai. Nhưng đến khi nhận được cơm, đang định đưa vào miệng thì mùi cơm thiêu bốc lên không thể nào nuốt nổi. Họ đành phải vo lại thành những viên bi nhỏ, rồi đặt thẳng vào cổ họng, dùng nước nhấp. Đồi núi hoang vu nên rắn và chuột nhiều vô số kể. Có nhiều đồng chí bị phù nề không thể ngồi, đứng nữa, chỉ đủ sức lết người lại nhanh mà liếm thức ăn, không thì chuột ăn mất phần. Với môi trường sống vô cùng ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên từ những xác chết của chuột, mùi hôi thối từ những vết thương lở loét, mùi hôi thối của những thùng phân người chưa được dọn dẹp, cộng với sự ẩm thấp, quanh năm không có một chút ánh sáng mặt trời. Những con loang quăng sinh sôi từ những vũng nước đọng và trở thành muỗi. Đây là điều kiện lý tưởng cho rất nhiều loại bệnh hoành hành, đặc biệt là bệnh tê liệt, bệnh phù, bệnh ỉa chảy và kiết lỵ. Đối với những đồng chí bị kiết lỵ hay ỉa chảy, thì mùi hàng ngày, hàng giờ trong xô, khi nào bạn tù bên cạnh không còn nghe thấy tiếng rạch rạch nữa, có nghĩa là đồng chí đó đã hy sinh do mất sức và mất nước quá nhiều. Với cuộc sống tù đầy như vậy, môi trường sinh hoạt như vậy, mà đây được coi giống như một địa ngục trên trần gian. Những người tù cộng sản khi quen rồi thì ký hiệu bằng ngôn ngữ của họ. Họ cảm nhận rõ đồng chí bên cạnh đang chút hơi thở cuối cùng. Căn hầm này cũng từng giam giữ rất nhiều đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Hội, có bí danh là Mai Ca, phái viên liên lạc của Phủ Thủ tướng, người Hưng Yên, Nghệ An. Sau khi đồng chí vượt ngục không thành công, thì đồng chí bị bắt trở lại và giam vào hầm số 8. Và một thời gian sau thì đồng chí hy sinh. Trước khi hy sinh, đồng chí Mai Ca có nhắn nhủ lại với các đồng chí còn lại: hãy cố gắng sống, sống để về bảo với đảng với dân, giữa một thành phố hoa lệ như thế này vẫn còn những địa ngục trần gian mà không ai biết. Và khi người đồng đội của mình chút hơi thở cuối cùng, đồng chí Nguyễn Minh Vân kêu lính vào để khiêng xác đồng chí ra, thì bọn lính làm lơ.
Đến đêm thì đồng chí nghe tiếng rục rịch, chuột gặm nhấm thi thể của bạn mình. Vào đây rồi thì theo ngôn ngữ của Ngô Đình Cẩn là sống chết mặc bay. Thời kỳ đó, với tinh thần bất khuất kiên trung, các đồng chí bị giam cầm làm thơ để ghi lại những ngày tháng ngục tù. 3. Câu chuyện người bị chôn sống 724 ngày đêm tại địa ngục Chín Hầm. Năm 1963, sau ngày chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, bà con miền Trung lên nhà giam Chín Hầm đập phá đến căn hầm số 8. Người ta thấy nhà tình báo, Đại tá Nguyễn Bình Vân, Cục Tình báo, Bộ Quốc phòng, một trong ba người còn sống sót. Tháng 6 năm 1956, ông từ cơ quan tình báo Hà Nội đi vào Huế để nắm mạng lưới ở miền Trung. Đến giữa năm 1957, Thường vụ Khu ủy nhất trí với cơ quan tình báo Trung ương cho ông chuyển vùng vào Sài Gòn để nắm một mạng lưới đặc biệt nằm trong cơ quan cấp cao của địch. Công việc của ông đang bắt đầu có hiệu quả, thì ngày 1 tháng 11 năm 1957, ông bị bọn mật vụ miền Trung bắt vì ở khu 5 xảy ra một vụ vỡ tổ chức rất nghiêm trọng liên quan đến đường dây của ông. Ông Vân chia sẻ, Cẩn bắt đầu dụ dỗ tôi. Tôi biết, cụ thân sinh của anh từng là một vị quan lớn trong triều đình Huế, là người có khí phách ngang tàng. Tôi rất kính trọng cụ. Anh xứng đáng với truyền thống gia đình. Anh hãy về đây cộng tác với chúng tôi. Hắn nói rất nhiều, nhưng ông đều bỏ ngoài tai, dứt khoát không ngả theo chính sách chuyển hướng mà Cẩn đã bày ra. Ít lâu sau, vào khoảng tháng 5, Lê Khắc Duyệt lại đưa Đại tá Vân đi gặp Cẩn một lần nữa. Lần này là tại nhà riêng của hắn ở Phủ Cam. Vẫn giọng điệu kêu gọi từ bỏ con đường cộng sản. Nhưng hắn nói, nếu Đại tá Vân từ bỏ con đường theo Việt Minh và chịu đến sống chung với những người chuyển hướng ở trại tòa Khâm một thời gian, thì hắn sẽ trả tự do cho ông mà không bắt ông phải làm việc cho hắn. Để hắn tắt tia hy vọng, ông kiên quyết. Tôi không thể theo các ông, đó là danh dự cá nhân và cả gia đình tôi. Tôi không thể để người ta coi thường vợ con tôi, phỉ nhổ tôi vì đã đầu hàng theo các ông. Không thể lôi kéo được ông Vân, ngày 8 tháng 8 năm 1961, Ngô Đình Cẩn hạ lệnh cho quân đưa ông sang trại giam Mang Cá, nhốt vào biệt phòng. Sau 2 tháng tra tấn dã man mà không thu được kết quả gì, chúng chuyển ông sang trại giam đặc biệt P42 của mật vụ Ngô Đình Nhu. Tại đây, ông nếm đủ các mùi tra tấn của địch như bị bắt đứng 5 ngày 5 đêm liền dưới hai ngọn đèn 500 W, không ăn, không uống, không ngủ. Hễ khựu chân xuống là bị chúng đấm đá, bắt đứng lên cho đến lúc lăn ra bất tỉnh. Sau đó, chúng để ông nằm yên ở lao xá ti công an thêm 3 năm nữa, hòng làm tiêu hao ý chí chiến đấu của ông. Nhận thấy mọi thủ đoạn tra tấn khốc liệt và mua chuộc kiên trì đều thất bại, Ngô Đình Cẩn bèn giở lá bài cuối cùng là đày ông Vân vào một cuộc sống rùng rợn ngoài sức tưởng tượng tại tử ngục Chín Hầm vào ngày 10 tháng 11 năm 1961, để buộc ông Vân phải đầu hàng vô điều kiện. Ông Vân nhớ lại, tôi bị bịt mắt, bị đẩy lên một chiếc xe jeep. Xe chạy vòng vèo ra khỏi thành phố, đi lên phía núi. Khi tới nơi, chúng nhảy xuống xe mở cửa sắt ầm ầm, rồi kéo tôi đi vào một cái hầm sâu, tối đen như mực. Tôi có cảm giác như đang đi vào một hang núi đá. Dồn sâu ở bên trong, chúng mở cửa một buồng giam đẩy tôi vào, tháo băng bịt mắt cho tôi và đóng sầm cửa lại, khóa chặt. Khi bọn chúng đã rút hết, chỉ còn một mình tôi trong bóng tối mịt mùng. Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, chẳng biết có phải là ngục nhốt tử tù hay nhà mồ âm phủ. Nhớ lại những tháng ngày sống trong mồ Chín Hầm năm ấy, ông Vân không khỏi rùng mình ớn lạnh. Tôi bị chúng đưa đến Chín Hầm ngày 10 tháng 11 năm 1961 và sống trong cái chuồng tối tăm nhỏ hẹp ấy suốt 724 ngày đêm. Nơi tôi bị giam là căn hầm số 8 với 20 xà lim. Mỗi chuồng giam chỉ vừa một người nằm. Chiều rộng là 0,8 mét, chiều dài là 1,8 mét. Chặn lên đầu mỗi xà lim là 16 song sắt chiều ngang và 2 song chiều dọc. Chúng tôi nằm trên một tấm ván đặt sát nền. Trời mưa, nước dột rơi xuống ướt cả ván, nền hầm nhầy nhụa những bùn và rác. Nhớ lại những trận đòn tra tấn năm xưa, Đại tá Vân rưng rưng kể, cảnh anh em chết thật não lòng. Anh Bích nằm sóng xoài trên đống phân, anh Đà nằm nửa người trên ván, nửa người vật ra ngoài, mặt úp xuống nền. Địch bỏ mặc thi thể người chết cho bầy chuột đói, có khi đến 2 ngày mới đem đi chôn. Được biết, có 12 người bị biệt giam trong khu hầm mộ này thì đã có 9 người chết. Lời trăn trối mang hồn người sắp chết, vọng qua vách trang nghiêm mà thống thiết. Các anh ơi cố sống thoát một người, về với đồng bào dù chỉ một người thôi.
để tố cáo kiểu hầm giam vô cùng tàn bạo, bắt mỹ ác ngụy gian phải đền nợ máu. 4. 3.000 câu thơ viết từ cõi chết. Đại tá Vân kể lại: thời gian sống kinh hoàng đó, tôi đã chịu đựng cực hình và bệnh tật bằng cách làm thơ để tránh cho đầu óc không bi quan, tiêu cực hoặc phát cuồng, phát điên. Động cơ thôi thúc tôi là ý nghĩ phải thực hiện nguyện vọng của những người đã khuất, phải cho mọi người thấy rõ chín hầm đúng là một địa ngục trần gian, bẻ lũ Ngô Đình Cẩn và mật vụ miền Trung đúng là một bầy quỷ dữ. Sống trong điều kiện vô cùng hà khắc, để tồn tại, người chiến sĩ tình báo Nguyễn Minh Vân đã nghĩ ra cách làm thơ. Làm được 10 câu thì dừng lại rồi tự nhẩm thuộc lòng. Suốt 10 tháng liền sống trong hầm, hàng ngày ông đi lại trên tấm ván dài 8 gang tay để làm thơ và đọc to cho bạn tù nghe. Cứ thế, đến ngày diễn ra đảo chính ở miền Nam, ông Vân đã có 3.000 câu thơ nhuốm đầy máu và nước mắt. Sống trong mồ, đó là tên của truyện thơ ông viết tại tử ngục chín hầm năm đó. Tác phẩm được chia làm 3 phần. Phần 1 dài 1.200 câu, có tên là Ngày thứ nhất trong mồ, kể về cảm nhận của tác giả những ngày đầu tiên bị đưa vào biệt giam chín hầm. Phần 2 dài 1.000 câu, kể về cuộc đời của những người bạn tù đã chết ở chín hầm. Phần 3 dài 800 câu, có tên là Mai Ca. Đó là bí danh của một người bạn tù nghịch ngợm, vượt ngục không thành và bị địch tra tấn đến chết. Nhà tù chín hầm tồn tại từ năm 1954 đến năm 1963. Ngay ngày gia đình họ Ngô bị đảo chính, Ngô Đình Cẩn bị bắt, người dân xứ Huế đã lên nhà giam chín hầm đập phá tan hoang. Nửa thế kỷ đã đi qua, nhà giam chín hầm ngày nay vẫn còn lại dấu tích minh chứng cho tinh thần yêu nước, sức mạnh quật cường của đồng bào ta, của những chiến sĩ cách mạng khi đối mặt với sự tàn độc vô độ của bạo chúa khét tiếng Ngô Đình Cẩn. Ngày 9 tháng 5 năm 1964, Ngô Đình Cẩn bị xử tử ở nhà giam khám Chí Hỏa. Lúc này, một phần vì nỗi lòng tăng tóc, lại do ăn uống không đầy đủ nên suy kiệt về tinh thần và thể xác. Khi đưa ra pháp trường xử tử thì Cẩn không còn sức để đứng mà phải dìu. Kết cục tang thương liên tiếp của gia đình họ Ngô là luật báo ứng nhân quả của kẻ đã gây ra tội ác đời đời, kiếp kiếp không bao giờ gột rửa được. Các bạn vừa theo dõi Nhà tù chín hầm, địa ngục trần gian. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhà tù khét tiếng này? Hãy để lại lời bình xuống cuối video và chờ đón xem các số hấp dẫn tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!